Rồi anh lấy cho nó cầm hoa mó có cầm à. Chưa. Thì để thêm một chút nhớ bán. Như em cứ lúc tới mình khó lấy. Ừ. Nó rồi anh hết đấy là cầm. Sony Xperia Z L5 này. Sony Xperia Z L5. Rồi, mình sẽ bấm nút bắt đầu. Và bây giờ mình sẽ thử unlock cái mở khóa này như nào. Rồi, mình tiếp theo, next, chưa lập mới. Nó bị đã bị khóa tài khoản iCloud, đã bị tài khóa tài khoản iCloud, các bạn chú ý. Đây là chạy Android 7 và bắt chúng ta phải nhập tài khoản iCloud. Em chứ có mật khẩu cuối cùng ấy, mật khẩu cuối cùng cũng mới chứ đó chứ mi. Khẩu cuối cùng vãi hình rồi. Mi mật khẩu email nào mới chứ thì ý chứ mi. Chứ hình như chứ mang máng là hình như mi. Này chắc im một khẩu cuối cùng cho một khẩu đâu ai ta tôm gan kiểu mình mí rồi kiểu như lâu cứ đại khái làm về trừ này khẩu đại khái cuối cùng này. ví dụ như mật khẩu là tên em hoặc là về trừ này rồi mí chữ lại này bạn quay lại này đó không bị mất nó xác minh tài khoản iCloud và bây giờ mình sẽ quay trở lại này chọn đó back lại và mình sẽ vào thông tin quan trọng. Có một số trường hợp ấy, các bạn ấy vào thông tin quan trọng ở hệ điều hành Android thấp hơn Android 7 ấy, thì các bạn khi bạn vào đây các bạn bấm vào trong một số bất kỳ này, sau đó các bạn có thể truy cập cái thiết bị web được hoặc là truy cập upset ở trên cái mạng để tìm kiếm, nhưng mà hiện tại không thể truy cập bật qua cái truy cập được đó, cho nên là nó vẫn bị lỗi quá tài khoản yeah. Đó, không được truy cập vào web để bật ra cái trình duyệt Google Chrome để chúng ta tải cái một số chương trình cái chương trình tool để chúng ta cài vào trong máy để chúng ta mới có thể là unlock được. Đó, nó bắt xác minh ạ. Bây giờ mình nhấn một số bất kỳ. Mình không nhấn được, sau đó mình vào phần khác. Sau đi mình bật sang cái tiếng Việt đi. Tiếng Anh à, tiếng Anh đi. Tiếng bạn bấm vào tiếng Việt này. Bạn nào chọn ngôn ngữ đâu. Chọn ngôn ngữ của Hoa Kỳ này. Dạ. Get that. Upset chấp nhận like setup new đó check in for bây giờ các bạn bấm vào đây sau đó các bạn kích vào trong phần nâng cao vào phần more trong phần cài đặt đấy. Về chúng ta sẽ chui vào máy bên trong nhấc vào xe
quick key. Bạn chọn mình share quick ở phần email và share quick ở phần email và các bạn bấm ship là bỏ qua. Sau đó các bạn thêm một tài khoản. Lưu ý là thêm một tài khoản ở đây ấy, bây giờ chúng ta bắt buộc phải chui vào bên trong máy để tải cái ứng dụng, để tải cái ứng dụng về chạy cho máy luôn. Còn nhiều đó tải cái ứng dụng về chạy cho máy mà hiện tại ấy, cái máy này chúng ta không thể truy cập từ cái USB, không thể truy cập từ cái bộ nhớ từ máy tính để copy cái file file unlock về cho máy này được. Bắt buộc là chúng ta phải làm cái phương pháp này thì chúng ta mới chạy được. Còn hiểu đó chưa ạ? Làm theo phương pháp này chúng ta mới chạy được. Các bạn bắt buộc là ở trong này các bạn không thể chạy tài khoản Google được. Các bạn chỉ chạy một số tài khoản khác ngoài tài khoản Google, đúng không ạ? Các bạn có thể chạy tài khoản của Microsoft, của Hotmail, của LiveView. Mình có Yahoo vẫn có thể chọn Yahoo được. Nhiều đó chưa ạ? Bây giờ điền tài khoản Yahoo của các bạn vào đây, được chưa? Hoặc là các bạn tạo một tài khoản mới Yahoo ở thiết bị máy khác. Đấy, sau đó các bạn điền cái password cho cái máy của chúng ta. Sau đó các bạn set in máy. Ở mức này thì nó bắt cho chúng ta xác nhận lại. Thì mình sẽ xác nhận ở trên cái máy, thiết bị máy của mình đang đăng nhập. Lúc này ở trên cái thiết bị di động của mình thì có một cái mã ở đây là nó đòi hỏi là có cho quyền máy này truy cập hay không. Mình nhấn yes, hoặc là các bạn cũng có thể là yes là cho quyền truy cập, hoặc là các bạn có thể là gửi bằng cái mã số xác minh bằng số điện thoại do mình cài đặt hai bước ấy. Yeah. Sau đó các bạn chọn upset ở đây, được chưa? Sau khi upset ở đây các bạn chọn next ở đây. Yeah. Sau đó các bạn nhập username của bạn. Sau đó các bạn bấm chọn next. Lúc này chúng ta đã có một cái tài khoản ở đây. Và các bạn chọn tài khoản này. Và các bạn take me email. Sau đó đến cái take me email, các bạn bấm vào mũi tên hai chấm ở đây. Và các bạn bấm vào trong phần setting, click vào trong phần setting. Các bạn chờ mình một tí.
Sau đó các bạn sẽ bấm vào trong phần 3 chấm và các bạn sau phần manager account. Được chưa ạ? Sau đó các bạn chấm continue. Sau đó các bạn đã vào trong cái mục setting của máy. Được chưa ạ? Mục setting của máy. Dù các bạn reset lại máy thì máy của chúng ta, các bạn bá vào trong cái chế độ factory reset, mặc dù các bạn reset lại máy nhưng máy chúng ta sẽ không bị mất tài khoản vua ở trong được. Được chưa? Trong quá trình này ấy, chúng ta sẽ vào trong phần thông tin của máy ở bar phone. Các bạn bấm ở tích ở bên build number khoảng 4 đến 5 lần, 6 đến 7 lần thì nó sẽ hiển thị đi developer open option lên. Được đó chưa? Cái chế độ nhỏ phát triển đấy. Sau đó thì các bạn sẽ vào phần phần security. Các bạn sẽ vào trong phần security. Phần security là cái phần bảo mật của máy. Rồi chờ mình một tí mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cái phần security sau. Đấy, các bạn vào phần lock phần security này. Được chưa? Các bạn sẽ bật cái tích cái phần unlock lên là không rõ nguồn gốc, chọn ok. Và lúc này khi các bạn cài những app của APK ấy, thì máy của chúng ta mới nhận được. Sau đó các bạn vào trong phần app của máy. Vào app của máy, các bạn chờ vài giây thì các bạn sẽ vào trong cái phần Google App. Sau khi vào Google App thì các bạn vào phần rưỡi này. Được chưa? Đó, Notes. Và các bạn bấm vào cái dấu cài đặt này. Chỉ có cái ứng dụng Google App này các bạn mới chạy được. Bấm vào Feel. Và các bạn No Thank You. Sau đó ở trên này thì các bạn sẽ search đến cái ứng dụng của mình, hoặc là search đến cái ứng dụng mà chúng ta đã để ở trên web của chúng ta. Đó. Alo. Alo. Vâng. Cánh hả? Sau lưng quý. Đây, tỉnh rồi. Ờ, cái điện thoại bắt sửa đấy này. Ờ, lúc nó tâm 4 tiếng này. Ma này, ông mau đây. Thấy mau cáp sạc đây. Ờ. 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 08 cho cái này máy đang. Ừ. Có. Sau đó thì các bạn sẽ, đầu tiên thì các bạn sẽ chuyển cái máy của chúng ta về chế độ duyệt ở chế độ desktop. Nó hơi phức tạp một chút. Duyệt, cái trình duyệt của chúng ta về chế độ desktop, mình sẽ truy cập vào trong cái hệ thống kênh video của mình. Mình đã để cái đường link để tải cái phần mềm này rồi. Các bạn chú ý nhá. Mình sẽ vào trong kênh YouTube của mình. Đó, mình sẽ lợi dụng, còn mình sẽ tận dụng. Các bạn cũng có thể làm theo phương pháp khác, nhưng mà phương pháp này mình sẽ tận dụng là cái kênh YouTube của mình. Mình sẽ truy cập từ cái trình duyệt. Đó, rất là hay, một mẹo, ý tưởng rất là hay, phải không ạ? Đó, để lấy cái đường link đó tải về máy. Đó, bởi vì là Google nó cũng rất là thông minh. Khi hệ trên lên Android 7, nó khóa tất cả các nó thóa tất cả các server, rồi chúng ta không thể unlock theo phương pháp đó được. Còn bấm vào trong phần này này, chú ý này, kích vào đây, sau đó các bạn chờ vài giây. Đó, chờ nó rất là lẹ. Nó không truy cập được các bạn ạ. Ác chưa? Chờ nó một tí nào. Rồi mình sẽ quay trở lại nhá. Bây giờ mình làm sao mình có thể download được cái file đó về cài, đấy mới phải là quan trọng. Đó. Mình sẽ chờ nó một tí. À, mình sẽ cho cái trình duyệt chôm vào đây. Đó. Chôm, hiện tại nó
không cho chúng ta chạy ở chế độ giao diện desktop, coi là chạy trình duyệt ở sorry. Đấy, nó đã được hiện lên rồi đấy các bạn. Rồi, mình sẽ no. Đó, thôi chính chưa ạ? Các bạn bấm vào phần request desktop. Đấy, duyệt ở chế độ desktop. Duyệt ghép ở chế độ desktop ấy. Đó, nó đã duyệt ghép ở chế độ desktop phải không ạ? Và chúng ta ở trên trình duyệt desktop này chúng ta có thể đánh bất kỳ phải không ạ? Đó. Mình nhấn. Hoặc là bây giờ các bạn có thể đánh cái trình duyệt ghép của các bạn ở trên đây luôn. Các bạn hiểu rõ ạ? Đánh cái trình duyệt ghép của các bạn ở trên đây luôn. Đó, đánh cái trình duyệt dép trỏ đến cái đường link cái gì các bạn, đường link cái tài khoản của bạn ấy, có cái bộ phần mềm đó, con hiểu rõ chưa? Tiếp xuống này là các bạn bấm vào phần sorry cho mình một tí. Bitbee by bát này. Mình sẽ xem cái từ nào. By bát Android 7. Bây giờ mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ nhấn ở đây là bit. Dạ, các bạn vào truy cập vào trong cái này này, bit.ly bit.ly gạch ngang bài bát. Cái này là cái tên do mình đặt thôi. Bài bát and dot and dot 7. Cái tên này là do mình đặt nha, là đó, and dot bài bát 7. Và nó sẽ mau trực tiếp đến cái trang của mình. Đó, thấy chưa ạ? Mau trực tiếp đến cái trang của mình. Và chờ vài giây. Nó hơi phức tạp một tí nhưng mà không sao. Sau đó các bạn sẽ download cái phần. Đây là Android 7, chúng ta sẽ cài cái quick này. Đây là đây bên này là Android 6, mình chỉ cần chạy Android 7 thôi. Đó. Mà mình bấm chữ download. Download nào. Chú ý nha. Đó. Update cái chôm này lên. Chọn update. Sorry cái máy mình hơi mờ một tí. Cho phép truy cập allow. Yeah. Chọn ok. Đây là file APK nhá. Mình nhấn open này nó đã tải xong, mình nhấn open ngay. Và lúc nãy do cái phần ở phần security thì mình đã bật không rõ nguồn gốc, có nghĩa là ăn đâu chuộc lên rồi, thì bây giờ nó cho cài luôn app này. Còn đối với một số cái các bạn mà chưa cài cái ăn đâu chuộc lên ấy, chưa bật ăn đâu chuộc ở trong cái phần bảo mật security ấy, được chưa? Thì bây giờ nó sẽ hiện ra, thì bắt buộc là các bạn nó chưa có cái cài đặt này đâu, thì nó sẽ cho các bạn mau đến cái ăn đâu chuộc ở bên kia các bạn ạ. Ăn đâu chuộc ở kia các bạn chỉ cần bật lên rồi sau quay trở lại và cài lại là được. Đó, nó install. Đó, nó chạy cài luôn. Sau khi cài cái app này xong, chúng ta sẽ mở app này luôn. Chọn open. Đó, mục đích của chúng ta là truy cập vào trong hệ thống máy, sau đó bật cái phần enable ADB. Được rồi, ADB lên. Và bấm kích vào đây core setting. Đó, core setting. Core setting, được chưa? Rồi kích vào core setting. Core setting của Sony này, đó, core setting artist. Và các bạn bấm vào phần chai. Được rồi ạ. Chai. Sau đó các bạn bật kích vào enable ADB. Được rồi ạ. Sau đó cắm cáp vào máy tính. Được rồi ạ. Cắm cáp vào máy tính. Ở trong đó có mấy file ấy, thì nó luôn có một cái file, đó chính là cái file boot, có nghĩa là cái file reset, cái file xóa ấy, là chúng ta phải thực hiện ở trên máy tính. Còn cắm cáp vào máy tính, cáp này là nó cáp kiểu như giống cáp lightning ấy, nó không phải là cắm micro USB đâu. Sau đó ở đây khi cắm vào ấy, một là các bạn có thể tắt máy, hai là các bạn có thể là trực tiếp chạy ở đây luôn. Khi các bạn bật cái chế độ enable lên ấy, là khi cái máy của chúng ta đang ở chế độ, có nghĩa là nó chưa truy cập vào trong hệ thống của máy được,
Rồi dạ, khi các bạn bật tích vào Enable ADB lên ấy, thì ngoài máy là nó có thể truy cập được. Các bạn có thể chạy Facebook, các bạn có thể cài chạy load máy. Rồi dạ, đó. Còn thường thường ấy, khi máy và thường các bạn bỏ tích đấy, khi bạn vào được trong cái máy điện thoại của bạn thì thường nó mới có thể cắm vào trong máy tính được. Dạ, sau đó các bạn bấm install nhá. Install để cài đặt phần mềm firmware. Các bạn chú ý ba dòng chọn này. Ở trong chọn đầu tiên chỉ cho thiết bị sạc. Dòng chọn thứ hai là cho kết nối thiết bị device. Dạ. Các bạn thử chọn dòng thứ hai xem. Transfer to file. Dạ. Sau đó thì các bạn sẽ chạy cái file mình sẽ để ở dưới phần description của mình. Đây là cái file ADB của máy. Đây này, cho các bạn xem này. Rồi. Mini Facebook ADB. Dạ. Máy rồi, trả tiền cho công ty hết rồi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ rút ra cắm lại nào. Đó. Chờ nó nhận như nào. Sẽ khởi động lại máy. Được ạ, sẽ khởi động lại máy. Và máy của chúng ta sẽ tự động khởi động lại. Sẽ khởi động lại. Sau đó các bạn bấm Get Start. Từ từ bình tĩnh.
Trong trường hợp các bạn chưa có driver ấy, thì các bạn cần phải có cái driver. Nó sẽ trên máy một tí. Còn cái đường link tải cái file db mình sẽ để ở trong dưới cái phần video này. ADB zips rồi tại cái file này về máy, đây là file driver. Bấm accept. Next. Xem mũi, xem nó có được không. Bắt nhập phải không ạ? Verify. Bắt nhập verify. Bây giờ mình sẽ thử. Đây là tool ADB Facebook. Từ từ đã. Chúng ta cắm lại. Trên máy tính của chúng ta đã có cái Sony ở trên màn hình máy tính. Bạn chú ý này, đã có cái chữ Sony ở trên màn hình máy tính rồi. Dạ. Đó, Sony nó đã hiển thị ở trên đó rồi. Đầu tiên là nó sạc này. Thứ hai. Cho chạy lại nào. Mini tool enter. Enter. Rút ra. Cắm vào. Chọn cái thứ ba. Không chạy được ADB này. Bình tĩnh. Bây giờ chúng ta vào trong phần Facebook ADB. Không thể chạy được. ADB nó đang chạy rồi. Tắt ADB này đi nhá. Đây là cái ADB, cái file thứ hai. Rồi mình sẽ tải cái driver fastboot ADB này lên thế nào. Chúng ta sẽ phải cài driver. Đây, driver thiết bị của Sony nó đã nhận thành công. Được chưa ạ? Đó, nó có dấu tích đỏ này các bạn. À, nó dấu tích xanh này. Thì chính xác là Sony nó đã nhận thành công thiết bị device của bạn. Dạ, con xem rõ chưa ạ? Đó. Cái vấn đề này các bạn khỏi phải quan tâm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái máy của chúng ta nó như nào. Và nó không thể chạy được ADB. Cái vào phần compatibility. Run. Bấm đi. Rồi nó vẫn không hiện lên. Rồi bây giờ mình đợi vài giây để mình tìm cách. Bây giờ các bạn sẽ thêm cái màn hình đen đen này này. Đó. Mình kích vào trong cái phần bypass của nó. Thấy chưa? Bypass. Nó chạy.
Enter. Bây giờ mình sẽ khởi động lại máy như nào. Restart now. Đó. Sau đó các bạn sẽ mở máy và máy của chúng ta đã mở lại bình thường. Đó, các bạn thấy chưa? Máy của chúng ta đã mở khóa lại bình thường. Sau khi unlock cái ADB FLP thì lúc đó thì máy của chúng ta sẽ xóa bỏ được cái tài khoản iCloud, đúng chưa? Và cái lỗi này ấy, mình nói với các bạn này, rất là nhiều người không để ý bởi vì là cái hệ điều hành mới này ấy, thì hệ điều hành Android 7 ấy thì bây giờ nó bảo mật nó rất là kỹ càng, được chưa? Cho nên ấy, các bạn cần phải chú ý để chạy nó, khóa lốc nó mở thành công. Và các bạn nhớ này, tải cái đường link ADB FLP, được chưa? Ở dưới cái đường link ở phần description của cái video này của mình, được chưa? Để nó chuẩn, được chưa? Còn cái file quick setup ấy, thì cái file quick setup thì các bạn chú ý này, cái file quick để cài đặt cái market để lúc khi chúng ta truy cập vào hệ thống. Bây giờ các bạn cứ hiểu nôm na như này. Bây giờ đang có tài khoản Google, chúng ta không thể truy cập vào trong hệ thống. Chúng ta cần phải xem thông tin cái lỗ hổng bảo mật của cái máy này ấy, nó chưa bảo mật ở chỗ nào. Ở hệ thống Android 7 ấy, thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này được. Và chúng ta sẽ truy cập vào trong cái hệ thống và chúng ta sẽ lợi dụng cái trình duyệt Google Chrome. Rồi sau đó các bạn sẽ duyệt lại cái trình duyệt Chrome. Sau đó các bạn sẽ tải và các bạn vào, chúng ta đẩy vào trong hệ thống của máy, sau đó chúng ta sẽ chạy là chúng ta sẽ thành công. Như thế này thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách unlock và mở khóa của cái dòng điện thoại Sony. Mình sẽ xem Sony gì, mình không rõ Sony gì nhưng mà mình chỉ biết là Sony là chạy hệ điều hành Android 7 thôi. Kể cả khi các bạn chạy lại phần mềm thì tài khoản vẫn không hết, có nghĩa tài khoản đó nó vẫn không được bị bỏ qua. Đây là cái dòng máy chạy Android 7. Modem, cái modem của máy là G3312 thì mình vẫn chưa máy gì để mình search tên máy nào. G3312, được chưa? G3312 đó chính là Sony L1 các bạn ạ, Sony L1 nó chạy dual sim, được không? Chạy hệ điều hành Android 7. Và đây là mùng 5 tháng 8 2017, Android Security River nó được cập nhật đấy, được chưa? Đó, còn cái build number này, cái build number này ấy là bật chế độ nhà phát triển, bật chế độ nhà phát triển gọi là developer option bằng tiếng Anh ấy, bật 2-3 lần và quay trở lại sẽ thấy là developer option ở đây. Trong developer option này thì các bạn bật cái USB debugging là gỡ lỗi USB, đó gỡ lỗi USB. Còn ở phần security xem ở đâu, security không có cái gì để xem cả, trong này vẫn thấy bình thường đó. Security là bật phần Android là cho phép cài. Đó, nó đã lên rồi. Và các bạn bấm chữ bắt đầu. Nó mặc định là ngôn ngữ tiếng Việt cho chúng ta. Các bạn chọn chấp nhận. Tiếp theo. Xem nó có bị như thế nhá. Tiếp theo. Bắt đầu như mới. Chọn mạng của các bạn, mạng Internet ấy. Mình sẽ chọn mạng Internet của mình. Dạ, chọn mạng Internet, nhập mạng Internet vào.
Nó sẽ kết nối. Rồi. Rồi. Sau đó nó sẽ kiểm tra lại mạng, kiểm tra lại thông tin. Sau đó nó sẽ chuẩn bị cho quá trình khởi động đầu tiên đó các bạn. Quá trình này có thể mất đến vài phút. Quá trình này gọi là quá trình active máy. Được chưa ạ? Rồi, nó kiểm tra phần mềm này. Đó, nó đang kiểm tra thông tin này. Sau đó, nó sẽ hiển thị lên cái bảng này. Và chính xác là cái màn hình này là màn hình là không có tài khoản. Được chưa? Và lúc này các bạn có thể điền lại tài khoản của các bạn hoặc là tạo tài khoản mới. Được chưa? Em biết tạo tài khoản mới chưa? Tạo tài khoản mới. Và các bạn có thể là nhấn vào thêm hoặc là bỏ qua. Đấy ạ. Và vẫn bỏ qua. Đó, sau đó các bạn đợi vài giây hoặc máy của chúng ta. Và các bạn sẽ để đặt sau, đặt mã khóa ấy, mã khóa máy ấy. Đó. Tiếp theo. Và đến bước này chúng ta không phải bây giờ. Bỏ qua. Đó, đó là cái quá trình mà hoàn thành. Đó, đây là máy chúng ta trở thành máy mới, máy mới lại. Đó. Đó. Rồi. Chúc các bạn thành công. Đây là máy G3312 Android 7. Sử dụng phiên bản tái dựng này, bật chế độ nhà phát triển này. Đó. Rồi. Goodbye các bạn.